mấy bộ đồ mới hoài vậy em? Thì đồ đẹp tôi mới ngắm, như tôi đẹp ra đường mới có người ngắm. Hôm nay em nói gì lạ vậy? Anh không hiểu ý em muốn gì. Anh không hiểu ý em muốn gì à? Tôi muốn rời bỏ căn nhà này, rời bỏ căn nhà dột nát này. Anh hiểu chưa? Giang, em nói xong. Căn nhà dột nát này nghèo khổ lắm phải không em? Em là người vợ mà anh hết dạ yêu thương. Suốt bao năm dài chiều nắng đêm, chưa lần lớn nhân. Em cứ vui đi nơi phồn hoa phố thị, có ánh đèn hoa muôn màu rực rỡ đón bước chân em cô gái quê. Thank you.
lô không bao giờ về được.